vị, ngay sau đây, sự kiện kỷ niệm hành trình 50 năm những chặng đường phát triển của công ty cổ phần Phong bóng Bình Điền xin được phép bắt đầu. Chào mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể quý vị đang đến với sự kiện hành trình 50 năm những chặng đường phát triển của công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngày hôm nay. Thưa quý vị, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xây dựng và trưởng thành, phân bón Đầu Trâu chẳng những có mặt ở khắp hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam mà còn được nông dân ở các nước bạn Myanmar, Lào, Campuchia yêu mến, và điều đó xứng đáng để tất cả các thành viên của phân bón Bình Điền tự hào. Có thể nói, sự ra đời, vượt qua thử thách và lớn mạnh để vươn mình ra khơi như ngày hôm nay của công ty cổ phần phân bón Bình Điền là thành quả của bao thế hệ lãnh đạo, những người đầy tâm huyết và trách nhiệm, những người lao động đã quyết tâm đưa công ty phát triển. Hành trình 50 năm của Bình Điền thành công không thể không nhắc tới những người lao động. Họ đã gắn bó cả đời mình cho công ty. Đây là tài sản quý giá mà công ty chúng ta có được. Công ty gửi lời cảm ơn và tri ân đến gia đình của ông Nguyễn Văn Phấn, nguyên tổng giám đốc công ty Thành Tài Phân Bón. Với Bình Điền, để có thể mở lối tiên phong cho những đột phá về các dòng sản phẩm, những giải pháp canh tác tiên tiến thì đó là thành quả của những sự đóng góp lớn lao và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ các nhà khoa học. Với sự lớn mạnh của Bình Điền như ngày hôm nay, Bình Điền luôn trân trọng và biết ơn, tri ân đến các viện trường, các cơ quan ban ngành đã cùng đồng hành hỗ trợ cho công ty trong suốt chặng đường vừa qua. Chúng tôi luôn rất vui vì đi đến đâu chúng tôi cũng luôn có những người đồng hành cùng mang tâm thế phụng sự nhà nông dù là trong nước hay nước ngoài. Đó là những nhà phân phối mang sản phẩm đến gần với nông dân. Kính thưa quý vị, phân bón Đầu Trâu không những được bà con nông dân trong nước tin dùng mà còn được bà con nông dân của các nước trong khu vực tin tưởng và đón nhận. Để có được thành công kể trên thì có phần đóng góp rất lớn từ nhà phân phối tập đoàn Yetap Vương quốc Campuchia. Sự lớn mạnh của Bình Điền còn phải kể đến sự đóng góp của hệ thống phân phối từ các công ty thành viên. Kính thưa các đồng chí, nguyên là lãnh đạo công ty, các thế hệ cán bộ, công nhân viên của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Tôi vô cùng vinh dự và xúc động được tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Trải qua chặng đường 50 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động của công ty đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức và luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Thay mặt cho lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất, xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, người lao động công ty cổ phần phân bón Bình Điền mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ người lao động của công ty đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển không ngừng, đồng hành cùng nền nông nghiệp nước nhà và góp phần phát triển kinh tế đất nước.
xin trân trọng cảm ơn. 50 năm là hành trình đầy nỗ lực của các thế hệ cán bộ công nhân viên công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Chúng tôi, những thế hệ kế tiếp, luôn trân trọng và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. Chặng đường mới, chúng tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu để tiếp tục sứ mệnh góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng nền nông nghiệp thông minh sinh thái, nông dân văn minh và nông thôn hiện đại.